18 giờ trên VTV3. Đồng chí, bộ phim hình sự Trung Quốc đang hấp dẫn người xem sẽ tiếp tục phát sóng trong chương trình phim 22 giờ trên VTV3. Và 21 giờ thứ sáu hàng tuần, mời quý vị và các bạn đón xem chương trình. Dung Chuông Vàng, sân chơi mới dành cho các bạn trẻ. Dung Chuông Vàng, chương trình kiểm tra kiến thức của các bạn sinh viên. Mời quý vị đón xem chương trình vào 21 giờ thứ hai hàng tuần. Chuyến du lịch của tháng 10, hành trình văn hóa xin mời quý khán giả đến với Tết Trung Thu của người Hàn Quốc, nghi lễ đón sâu của dân tộc Chăm, tìm hiểu về chống trận Tây Sơn và khám phá tuyệt vời Tango. Khán giả yêu thể thao, mời quý vị đón xem vào 21 giờ và 22 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Được chứng kiến màn trình diễn này thường xuyên. Việc chẳng khách đội trưởng, phong độ tỏa sáng của La Phát giúp đèn pin bay cao.